nghiêm trọng, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và phòng chống tham nhũng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương thực hiện có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc về tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc.